Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái món canh khoai củ từ này nhé, để nấu với xương nhé. Trước tiên là mình sẽ rửa sạch và mình luộc sơ ý, để cái củ từ này của chúng ta nó dễ bóc vỏ nhé. Sau đó mình sẽ ninh với xương. Cái món canh khoai củ từ này, nấu xương này nó rất là ngon mà lại đơn giản đấy. Xương hôm nay mình dùng xương sườn nhé. Xương sườn thì mình sẽ rửa sạch với muối, nước muối loãng. Sau đó mình sẽ mang đi mình trần xương và xào xương rồi ninh xương trước nhé. Cái khoai từ mình đã luộc sơ thì nó rất là nhanh mềm nhé, nên mình sẽ cho vào sau. Bây giờ mình cứ gọt khoai đến hết rồi sau đó mình sẽ đi trần xương nhé. Bây giờ các bạn cho mình một chút muối vào để mình trần xương nhé. Xương đã rửa sạch với nước muối loãng rồi, và muốn trần xương sạch hơn nên mình lại cho thêm một chút muối nữa vào với nước lọc thông thường như này. Đun sủi rồi mình sẽ đổ ra cái rổ, mình cho nước muối vào để mình nấu nhé. Xào xương đã xong, cho nước muối vào nấu. Bây giờ mình đổ cái nước này đi nhé, và mình rửa sạch lại xương và mình đi nấu. Các bạn cho mình này, hành tây vào này, cho nó ngọt nước. Mình hay cắt nhỏ này để cho hành nó thơm, ít hành tím nữa và để cho nó thơm, thơm cái nước dùng, và cho gia vị và chúng ta đảo đều. Hạt lên này, muối này, mắm này và một chút hạt tiêu, và ít dầu ăn nữa để xào thôi. Xào xương trước khi ninh này thì xương nó ngấm gia vị thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều nhé. Cứ mở vung khi xào để có nước, như nước hôi từ thịt nó bay hết đi. Xào xương xong các bạn cho nước ngập vào mình ninh nhé. Khi ninh xương này các bạn cứ mở vung cho mình để hơi nước nó bay đi khoảng 10 phút, rồi sau đó mình mới đậy mình ninh nhé. Mình đậy hé vung thôi, và ninh đến khi xương nó không thấy thịt nó mềm, và đậy mở vung như vậy để cái hơi nước nó hôi nó bay đi hết nhé. Khi nó sủi ấy, sủi thì nó sẽ bay đi hết cái hơi hôi đi, nếu mà còn trong thịt trong xương, và để cái nước dùng của chúng ta ngọt thơm hơn. Khi nước sôi lên như này nhé thì các bạn đẩy cái bọt về một góc, và các bạn hớt hết bọt đi cho mình, và các bạn cứ để sôi này khoảng 10 phút. Chúng ta đậy vung hé để chúng ta ninh xương cho nó mềm và ngọt nước. Bây giờ mình cho khoai củ từ vào nhé. Các bạn cho lửa to lên một chút để cho nó sủi lại, và đun cho mình khoảng 10 đến 15 phút cho khoai chín bở và mềm lúc đấy nhé. Rồi mình nêm nếm lại gia vị và cho hành lá vào một lượt nhé. Bây giờ mình nêm nếm thêm gia vị nhé, cho vừa, cho ít muối nữa và ít hạt lên. Đợi cho khoai nó nhừ thêm rồi mình cho hành lá vào rồi tắt bếp nhé. Các bạn cắt cho mình một ít hành lá vào cho nó ngon hơn, đẹp mắt hơn, và thêm vài giọt nước mắm để cho cái nồi canh nó thơm hơn. Nếu bạn nào không thích nước mắm thì không cần cho vào được. Để dậy mùi thơm của nước mắm nhé. Khoai bở bung như này rồi. Bây giờ mình sẽ tắt. Ăn cái canh này nó rất là ngon và mát. Là mình cho ra đĩa và cho bát và thưởng thức thôi. Hôm nay mình sẽ có cái món canh này ăn kèm với thịt băm và đậu sốt cà chua. Mình
là một bữa cơm rất là ngon và đơn giản.